Hi, xin chào mọi người, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo nên những miếng tuyết, những hạt tuyết trên bầu trời này nhé. Và trước khi chúng ta làm những hạt tuyết như thế, thì chúng ta sẽ dùng một tấm lót như thế này để hạn chế nó vương vẩy khắp nơi. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ pha cái màu trắng này trước, và sau đấy thì bắt đầu mình sẽ vẽ lên như thế này. Thảo vậy tuyệt ngộ nghệ thuật nó giả nó giống như mấy hạt quê về diễn phố đấy không? Thảo vài hạt nữa mất. Cái chán rồi. Giống mấy hạt câu á. À câu ghế. Vậy cái ghế cảm ơn ạ. Lý ơi, này em xem skill 7 không? 7 câu cái gì này? Skill này sẽ không có là 7 tiền. Mỗi khi mình làm cái này mình sẽ nghĩ tới lúc mình chạy tóc. Rồi đó. Mỗi khi làm cái này. Rồi. Mỗi khi làm cái này mình nghĩ tới lúc mình chạy tóc. Rồi câu á. À đúng rồi. Ê, chúng mà phải xin lỗi nó thiệt là con đã hẳn bị diễn lên tóc cuống á. Ừ. Chứ không phải là kiểu dâu như họ họ bệt lại chứ họ không ra từng hạt kiểu như họ không, ví dụ thời mùa đông á chúng tôi đang là màu dưới nha. Khiếp. Mọi thứ đã trở biến thành ngón tinh. Hy vọng biết cách. Không ai giống đi nữa, em đem cắt thế. Ờ, cắt đi, cắt đi. Nhẹ mày quá. Và bây giờ thì mình sẽ đi thay. Thì mình đang stay tết. Mấy một nãy là tóc có dấu kia. Bơ. Khiếp. Lấy mấy cái hồn. Bơ lại cái mẹ gần gần lên. Kêu nến. À, không thảo tên gần thôi. Tên gần cho nó thật. Gần gần lên xong bơ. Khi má bụi tóc mẹ pha đá mẫn á. Là nến gần thấy mạnh hơn không? Là đẹp. Ở xong bơ chụp ảnh lại với kêu vi hả nổi cái tiền. Cho nên em cũng định được giả số của nó. Hiểu kia. Riêng mình hả cái bài Dear Future Husband nữa thế. Là đã độc lắm rồi. Anh giờ khi mà nhìn thấy cái cảnh ấy chắc cái ghê của anh ấy. Chắc cũng sốc lắm.
bên đó không tìm ra bít đây nè. Bít bít cũng khó luôn, phải mua đánh nữa cũng phải mấy triệu đó. Mấy triệu đó đắt lắm. Ờ, đánh mấy? Thẳng này đi. Ờ. Bạn hỏi. Ý là thảo nhân thì tôi hỏi thử bác em đi, tại vì bạn đi ở Đà Lạt luôn. Bạn đi ở Huế đi. À. Mà đánh bằng cái áo khán à? Không biết rồi. Mà thảo bằng hay dung nè, đi hạ bằng nghề. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.